sao vậy Nhi? Anh thấy bình thường là em tung tăng, em xuất hiện, em nhún nhảy dữ lắm mà khi lên sân khấu. Tuy nhiên sao bữa nay đi ra cùng với Bình mà em đi như là tượng sáp vậy Nhi? Biết sao không? Sao vậy? Hồi xưa lúc mà yêu thương nhau người ta không đối xử tốt với nhau. Bây giờ gặp lại nó hơi ngại thôi. Giờ trước khi chào mọi người, giờ cho phép em bắt tay Nhi cái được không? Không được đâu em ơi, tại sao sáng nay vô em chào Nhi rồi mà Nhi không chào em mà. Đúng rồi. Bây giờ em làm bắt tay Nhi lơ cái là mình quên, bây giờ người mình quyết ta tâm. Không muốn thường với những người cũ mà đối xử tốt với người ta thì người ta còn ân cần, chứ còn hồi xưa đối xử với người ta như thế nào đến ngày hôm nay? Không phải hồi xưa, bây giờ. Tới bây giờ vẫn chưa tốt được một tí nào sao Bình? Sao vậy Bình? Bình ơi, khi nào Bình mới trưởng thành hả Bình? Như vậy là không được rồi, đàn ông mà vậy là không được. Không rồi. Thể chấp nhận được. Thôi mấy gì về đi. Không có phải. Về đi, mới vô chưa gì hết đi, dồn dập quá rồi, dồn dập quá. Anh nghĩ là Thành nói đúng á, tính khi nào mới trưởng thành mặt dưỡng có để râu. Anh phải nói lại cho chính xác đó, không phải là để râu, là chừng nào mày mới chịu cạo râu. Tại sao em đi quay chương trình mà em quên cạo râu vậy hả Bình? Dạ tại vì hay là mới cấy hôm qua tí không cạo? Đừng nói chuyện cấy gì ở đây. Nhiều người không thích nghe từ cấy lông cấy tóc rồi đâu, nó không nên. Trời ơi, đừng có nói tiếng luật bạn tôi nha. Các bạn, chúng ta đang đứng với khách mời. Ok. Tại sao chúng ta lại bỏ quên khách mời của chúng ta? Xin lỗi anh, tại vì có những cái đầu nó phải nhắc đến. Nói đi em Nhi. Gặp Bình là em nó không thoải mái, không mấy rồi mà sao mà bốn em phải nói rõ không ấy là sao, gặp Bình em không ấy là không. Ê, không ấy là không cái gì nha. Em muốn ấy hả? Nói chung em hơi bị ngợp. Hơi bị ngợp hả? Ủa có gì đâu mà ngợp, em Bình nó cũng như xưa thôi mà. Bình bây giờ vậy đi, cho bạn một cơ hội để thanh minh, bạn đối xử với người ta như thế nào để người ta phải ấy hay không ấy kìa. Tôi đâu biết gì đâu trời. Thôi như thế này, nếu như mà giữa hai bạn có một cái khoảng thời gian nó cũng hơi cách xa nhau hơi không ấy. Ừ đó, không còn theo dõi nhau nhiều nữa thì thôi coi như ngày hôm nay là một dịp để mình ấy nhau. Ừ, kết nối với nhau phải ấy đó, phải không? Phải. Bây giờ nè Bình ấy với lại ấy đi, chứ đừng để ấy nó ấy. Ôm ấy một cái tình cảm, hôn nó một cái nhẹ coi. Sao mà hung cái gì sao mà cái mặt như là tượng sáp luôn nè, cái mặt đơ cái gì vậy? Hung đại nghĩa thì nhiệt tình, hung con nhỏ người ta thì hửi cái nó. Thôi bây giờ vậy nè, tại vì á là ngày hôm nay mình xuất hiện để mình chơi một cái game cho nó vui, đừng làm họ tự áp lực họ ngại, bởi vì bây giờ mỗi người đã có một công việc và có một cái lối đi riêng rồi, mất công nhiều người nhìn vào thì ảnh hưởng tới nhiều thứ không tốt. Trời ơi, sao tự nhiên bữa nay cái gì vậy? Mấy em có nhìn ra anh Trường Giang hàng ngày hay không mà gọi nhiệt tình vậy? Bữa nay như ông ai nhập em vậy Giang? Có vài chữ vô tình bạn ấy phát hiện. Gì vậy? Sao có một cái sự mà tự nhiên đến mức tự tin và không có tự chủ như vậy hả Bình? Em không tin vào những gì mình đang thấy luôn anh. Em như một cái cây chổi lao rồi nó tới nó lao kiến nó về cái áo tôi mua mấy trăm euro mà nó lỡ. Mà nó... cái gương mặt thờ ở nó không quan tâm tới những gì em nói nãy giờ luôn á Thành. Nó lỡ nó lao rồi nó đi về. Rồi. Không một tiếng cảm ơn gì luôn á. Anh tin không anh Nghĩa thiệt á. Ý Nhi em nói gì đi Nhi? Thôi sao em yêu được một người như vậy hả Nhi? Ai cũng có lỗi lầm mà, thôi không sao đâu Nhi. Sao? Giờ thấy làm sao? Thấy cô số 7 này sao? Hết biết rồi. Trời đất ơi, hai đứa yêu nhau đúng rồi. Bây giờ nè, lau mắt kiến xong rồi nói đi. Em nghĩ để cho mọi người lên ý kiến trước đi rồi. Ý kiến của em sẽ là quyết. Nó nguy hiểm lắm, nó là phải sau cùng. Nói hết đi, nó nguy hiểm lắm. Làm ơn nói giùm. Hãy nghe nhà triết học gia nói. Với gương mặt này, vóc dáng này, mà bạn ấy hát hay nữa, thì bây giờ bạn ấy đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi. Tại sao bây giờ bạn ấy vẫn ở đây trong chương trình Giọng Ải Giọng Ái? Chưa thuyết phục, đúng không? Ủa nổi tiếng là... Ủa hát hay là đẹp là nổi tiếng sao? Mỗi người có một cái duyên số khác nhau. Em biết ở ngoài xã hội mình có bao nhiêu người hát rất hay, đẹp hơn em gấp trăm lần, họ không nổi tiếng. Bởi vì cái duyên số họ không được nổi tiếng. Còn em mặc dù em nổi tiếng. Ờ thôi bỏ. Cái Nhi em thấy sao? Dạ em thấy bạn này hát không hay. Không hay à? Tại vì thì giống như Thành nói đó. Thành nói hết rồi, Nhi đâu biết nói gì nữa đâu. Thương nhỏ hiền quá trời, xưa chắc bị ăn hiếp lắm thiệt. Nhỏ nhìn hiền như cũng nai tơ.
Trời ơi. Vậy? Ủa là sao? Sao phản ứng như vậy? Phản ứng thái độ sao? Quá. Sao có nụ cười như là sao? Mà anh như nè, khinh bị rồi mà khinh bỉ ra mặt à, cái kiểu như Thành đã lầm rồi, Thành sai rồi, đúng không? Không phải, đang ngồi nghĩ một cái gì đó thôi. Sao như vậy mà ai chọn sao? Vậy? Ai chọn vậy? Không biết con gái người ta như con búp bê. Thương lắm nhưng mà em mới một lời khuyên thôi, hiểu không? Đôi khi là tát liền nhi, tát liền nhi, tát liền nhi. Cái tai thuận đó, cái tai thuận đó. Đừng có bất quá tam, lần hai lần sai rồi thì mình còn... Bây giờ mình thắng thua gì thì... Hai vòng này nhát là em bỏ mà đâu có tính đâu. Ừ. Đúng rồi, vòng cuối mới quan trọng. Ừ. Cái mặt người ta như vậy đó. Sao? Đẹp gái như vậy. Mình ơi, khác mình đàn ông con trai á, mình đừng có sọc qua nhà của phụ nữ mà mình ngồi mình nói chuyện gì rất bất lịch sự nha. Không sao cả, Bình vẫn ủng hộ, là hy vọng là lần sau là Nhi sẽ thắng. Trời ơi, Nhi nó dạng như không phải sợ là lịch sự, chứ còn cái cảm giác của Nhi là Thành làm Thành nè, trời Nhi, trời gớm. Ờ dạ, như là gớm luôn á, cảm giác đuổi luôn mà cứ sát vô. Nhi là hiện nay nó đang mang cái tâm lý kỳ thị, cái gì vậy trời, dịch bệnh đi đó là kỳ thị. Vẫn ngồi lì kìa đó, chưa người ta vẫn kiên quyết ra nè. Trời ơi, hồi nãy giờ tôi tưởng mà không có những lời thoại là lòng tiếng, hãy cho anh một cơ hội nữa đi. Mình ơi, chết rồi. Khách mời của chương trình ngày hôm nay, họ có những mối quan hệ mật thiết với nhau. Hãy cùng chờ đón em sẽ mưa Hương Trang. Có hai từ sẽ nói nhiều trong chương trình ngày hôm nay là quá khứ và hiện tại. Bùi Anh Tuấn, Mai Tài Phương. Chưa, anh Ưng Hoàng Phúc có cái bài hát là Thà như thế, thà đừng vô thế đó em. Nãy giờ bạn muốn nói chuyện với Mai Tài Phán đúng không? Nói một câu gì đó đi. Em chào anh. Ờ ok. Hai đứa chào nhau okay. Mà như muốn lộn. Và hãy cùng chào đón 7 giọng ca bí ẩn của ngày hôm nay. Dạ em nghĩ là hát không hay anh ạ. Em cũng nghĩ bài này hát không hay. Em nghĩ bài này hát không hay. Đấy, thấy không? Thấy chưa, tôi thông lắm. Yeah, yeah. Bạn này, cái âm thanh phát ra nãy rất là đầy, mà có vẻ hát dở nha. Một người nào khác chọc anh thêm đậm sâu. Có một người nào khác chọc anh thêm bền lâu. Nghiêm túc xem lại ở chuyên môn của mình. 1, 2, 3 xin lỗi. Con mình Mai Tài Phấn đứng hiên ngang. Tài tướng xin lỗi luôn mà. Ngày anh theo em đi. Anh theo ta đi, xin lỗi. Xin lỗi em. Nhục nhã, đàn ông cũng có chứng kiến. Đúng, xin lỗi đi. Không, đúng. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi em. Bành luôn á, bảy trăm luôn á, hết giờ, đến lúc chúng ta phải đưa ra quyết định rồi. Tụi em đang phân vân, Lâm Vĩ Dạ muốn chọn chủ quán nhậu, nhưng mà bạn Tuấn muốn chọn số 1, vì tụi em rất là trân trọng Tràm. Nên nhường số 7 cho Tràm trước rồi. Hả? Nhưng mà vì tại vì Tuấn hát chứ hai anh em mình không hát. Dạ đúng. Nên mình sẽ chọn số 6 cho Tuấn. Dạ. Tại sao? Sao? Em chọn lại số 1. Tin anh đi. Anh tin em không? Anh với Thành là người mấy năm, anh nghĩa cũng mấy năm rồi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được ở số 6. Anh nói em nè. Cái thái độ đi qua nó nói lên tất cả. Số 1. Em thấy số 6 đứng không nè? Cái kiểu nè, cái kiểu này mà hát ta cần nhau mạng số 1 đã... Có
mến. Nhưng nếu anh nói số 1 em cũng chọn, anh có nhường em không? Đúng, đúng. Nhường luôn. Hay quá Trâm ơi. Trâm ơi, hay quá Trâm ơi. Hay quá Trâm ơi. Bị kiến cận ơi, chết em rồi. Bây giờ sao nào? Quyết định cuối cùng của Giang. Nếu anh đứng dậy anh vẫn chọn số 6. Em chọn số 6. Anh ngồi xuống đi. Anh, Phến, phải là anh có nhường em không? Đến giờ phút này anh chỉ biết im lặng thôi. Em mà nè, anh nói em nghe nè. Bây giờ em chọn số 1 đúng không? Đúng. Bây giờ Tràm nó cũng sẽ chọn số 1. Thì em nhường. Thì bây giờ số 1 sẽ được quyết định lại mà thế nào. Ờ em nhường cũng thế nào cũng vậy Tràm. Thì cuối cùng em vậy số 6 à. Đúng rồi Tuấn ơi. Người ta có câu là cá không ăn muối, cá ương. Em cãi anh chị là Trăm Đường, em sai đó. Đúng không? Nghe anh phân tích. Khi mình lựa chọn số 6, Thành mình lấy, bại mình chịu. Nhưng mà mình mang tiếng là mình nhường cho phụ nữ. Nếu mà Thành chọn số 1 thì ok, Trang cũng đang băn khoăn mà. Em chọn số 1 mà. Hương Trà muốn chọn số 1. Trà 1 rồi đúng không? Ừ. Ừ. Sao? Anh, thôi anh chọn đi. Mình là man, mình phải nói cái gì đó để cho phụ nữ được có sự. Đầu tiên muốn chọn số mấy? Đầu tiên hỏi đầu tiên gì nữa? Hỏi đầu tiên gì nữa? Giờ khẳng định luôn, chọn số mấy? Nói. Em muốn chọn số 6. Sáu. Số 6. Đó là sự lựa chọn của Bùi Anh Tuấn nha. Vậy bây giờ Trâm. Em chọn số 7. Ok. Cái gì vậy? Tuấn ơi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà không biết cái bài của anh Ngọc Lễ. Đừng tin những gì con gái nói. Em thấy chưa? Đàn ông không sợ cái gì hết, chỉ sợ lòng già của đàn bà. Vâng, em sợ ai luôn. Tranh cãi quyết liệt, có sự dụ dỗ, rồi có mỹ nhân kế trong đó nữa. Cuối cùng thì đội Trường Giang đã chọn số 6, đội Trấn Thành chọn số 7. Mời hai em vào trong chuẩn bị. Anh biết là em đang rất là thất vọng, bởi vì đã được chọn rồi, gần như là đã có được 10 triệu trong tay rồi. Nhưng mà cuối cùng vì rất nhiều lý do khách quan, em lại đứng ở đây một mình trơ trọi. Thôi thì bây giờ em cứ em hát tâm đi nha. Hãy hát xong ca với anh Mai Tài Phấn. Hát cho mọi người nghe để mọi người biết về giọng hát thật của mình như thế nào. Mời em. Cảm giác là bạn này hát được. Cảm giác như bạn là một nghệ sĩ underground. Thì cậu này là một cái người biết chăm chút về bên ngoài. Thế nên là khả năng của bạn này hát hay lắm. Nó vẫn cao hơn là hát không hay. Một người nào khác cho anh thêm đậm sâu.
Cảm ơn các em. Của một người đã mất đi yêu thương là em. Bé đó nó hát hay, nó nhảy đẹp vậy không chọn, nó chọn số 6. Chọn số 6. Tào lao thiệt. Không biết mình đang ở đội nào luôn. Nấu mà không sợ bị lột lưỡi hay gì. Em là ca sĩ mà em tin lời anh chị là em đúng sai rồi. Đúng rồi, là hài mà. Đúng rồi. Thấy chưa, thấy chưa. Em sai vậy? Hồi nãy anh chị thử lòng em thôi. Đúng. Anh chị muốn cho em lên người. Chứ gì nữa. Anh vừa bên kia nói Tuấn lớn rồi, chịu trách nhiệm. Vừa nói gì? Trời sao? Bày, thằng này bày. Rồi, chàng ông mình phải có chính kiến. Đâu phải việc Tràm thích hay không thích. Đây. Em muốn thử để Tuấn bật ra cái chứng kiến của mình. Đúng, đây là một trò chơi. Dù Tràm thích hay không thích thì là được. Xin lỗi em, trò chơi này anh muốn giành chiến thắng. Đúng rồi. Từ sai, mà sai, sẽ chấp nhận ai. Sau ngày hôm nay em cảm giác em rất trưởng thành. Mời các anh chị. Đúng, em nói đúng. Anh thấy em trưởng thành rồi. Em sẽ đi kéo lên đi núi cao bơi vui nè. Và bây giờ Bùi Anh Tuấn sẽ hát cùng với anh chàng số 6, cái người mà tất cả những người ở đây cố tình gán ghép cho Bùi Anh Tuấn để song ca với anh chàng này. Không phải hai xem cái áo nha. Nó cũng na ná nhau kìa. Bà này có khả năng nhậu hay chứ không hay. Em là cảm giác là hay à. Có vẻ là cũng giống như cái cô số 5 này là hát được mà giả bộ làm nhẹ lời. Em nghĩ là không hay. Từng ngày qua cứ thế, và từng ngày cũng thế, cứ trong cơn ngủ mê. Từng ngày qua cứ thế, và từng ngày cũng thế, cứ trong cơn ngủ mê. Lần năm theo hết. Đâu nhịp đâu. Từ bao giờ thấy thẫn thờ, cũng từ bao giờ giờ này là hát hay này. Vần vờ đêm ánh sao mờ. Hát hay nào. Kia là yêu là không, là yêu là không mơ. Và đây là yêu là không, là yêu là những mộng mơ. Từng ngày qua cứ thế. Và từng đêm cũng thế, như trong cơn ngủ mê. Lần nằm đeo hát nhân đam mê dại khờ, của một ai đó cứ ngỡ vu vơ. Một mình ôm nỗi nhớ, một mình ôm khát khao, mong manh mơ hồ. Một mình với những nỗi nhớ, được chờ và mộng mơ. Em đã đi hết chặng đường. Dễ thương. Hai bạn chửi lộn xong rồi đó anh Nghĩa. Tiếc quá. Thiệt là đau lòng. Đau lòng. Lẽ ra mình được nghe một cái bản song ca tuyệt vời với công số 1 hồi nãy. Thiệt cái chứ. Ôi đau lòng mà đứt từng đoạn ruột. Em trai giới thiệu về mình đi em. Nếu các chị đã thành tâm muốn biết. Trời ơi. Em sẵn lòng trả lời. Thanh An, sinh viên năm nhất trường đại học sư phạm.